Xin chào các bạn ha. Hôm nay thì vườn hoa mẫu đơn ta của mình xin giới thiệu đến một dòng hoa mẫu đơn đỏ. Mẫu đơn này là mẫu đơn ta. Lá trung. Lá nó hơi hơi bầu. Và mặt hoa thì có màu đỏ. Thì cái dòng này thì người ta thường gọi tới cái tên là mẫu đơn ta đỏ hoặc là mẫu đơn Tàu Thái đỏ. Bởi vì nó được lai giữa dòng mẫu đơn ta đỏ nguyên thủy và dòng mẫu đơn Thái, thì khi mà lai tạo nó thì nó sẽ ra được cái màu hoa như thế này. Đặc điểm khác biệt giữa cái dòng mẫu đơn đỏ và cái dòng mẫu đơn thường là cái dòng này nó cho hoa quanh năm và cái lá của nó thì nó bầu. Còn cái dòng mẫu đơn đỏ đỏ ta mà đỏ xưa thì nó có cái phiến lá dài và cái mặt hoa thì nó cũng không tròn, không đều và không dày bằng cái mẫu đơn Tàu Thái Lai này. Đây mình sẽ quay tiếp cái mẫu đơn đỏ xưa cho các bạn xem nhé. Thì đây là cái đỏ xưa. Cái đỏ xưa được có đặc điểm là cái lá nó nhọn và cái mặt bông nó cũng màu đỏ nhưng mà nó không đều, nó phân bổ không đều và cũng không to. Mặt bông nó chỉ to khoảng 70% của cái Tàu Thái Lai, nên thì nó là hai cái sự khác nhau mà mình để mình cho các bạn xem, tại vì các bạn thường hay hiểu lầm, nó vẫn được gọi là mẫu đơn ta đỏ nhưng mà cái dòng này là dòng đỏ xưa. Còn cái dòng dòng bên đây là dòng Tàu Thái Lai thì nó rất là cây, nó rất là say hoa. Thì trên đây tiếu tính luôn cả những bông đang nở, những cái búp nụ như thế này thì nó có gần khoảng 70 đến 80 mặt bông. Đây, rất là nhiều. 1 2 3 4 5 6 7. Ở phía nhánh bên này không mà nó gần 10 10 mặt bông rồi. Mỗi nhánh nhỏ như vậy là nó cũng khoảng 10 mặt bông nữa. Nhánh này nó gần 20 mặt bông. Nó có gần khoảng 70 đến 80 mặt bông. Nhưng các bạn cần cái loại này về thì mình có thể chơi được quanh năm và ra hoa quanh năm luôn. Thì mình ở đây thì mình nhận ship tận nhà cho các bạn cái dòng trang này. Nên các bạn nào có cần mua thì liên hệ với mình. Mình còn có những cái loại khác như là cam Đài Loan, Mỹ cam, vàng Đài Loan, Mỹ hồng, vàng ta, đỏ ta, trắng lá trung, Tàu Thái Lai mà lai nó bông màu vàng ở đây. Thì mình có rất là nhiều loại. Các bạn nào cần thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại là 036 2644 740 hoặc là Zalo 036 2644 740, thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn về cái dòng hoa mẫu đơn này, cách trồng cũng như là cách chăm sóc cũng như là đặc điểm hình thái cũng như đặc điểm từng loại mặt hoa cho các bạn nhé.